hiển lộ từ tường đầy sắc mặt, khiến cho người thấy được sinh tâm hoan hỷ, cũng sinh thiện niệm chánh kiến. Được mũi Như Lai, ngũ quan của Phật viên mãn như vậy, ưu điểm lỗ mũi của Ngài là trên đời chẳng có thể ví dụ được. Bồ Tát hy vọng chúng sinh cũng sinh ra có lỗ mũi như thế. Tóm lại, Bồ Tát tâm bì tha thiết, mong muốn mỗi chúng sinh đều viên mãn, thậm chí còn vượt hơn chính Ngài nữa. Lúc đó Ngài mới yên tâm chứng quả Phật và Niết Bàn. Bảo không, bằng không thì Ngài sẽ vĩnh viễn theo chúng sinh thọ khổ.